Rồi anh đứng ra, anh biết anh làm gì? Chỗ, anh có Dũng, có quyền không chưa? Chưa, chỗ này cho Dũng đến được rồi em. Tiếp theo, đúng rồi, tiếng hò của anh Dũng. Xin được phép, bắt đầu. Hò thank you.
Yeah.
tình xuân quá. Các bạn thân mến, vậy chính các bạn ngồi dưới xe bay giám khảo hãy cho Lâm biết rằng cặp nào chiến thắng. Thôi đổ, bạn giám khảo. Chúng ta cùng cho các bạn cặp đó biểu diễn điệu nhảy nào xấu nhất và ghê nhất thì sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Không lẽ, không lẽ. Cảm ơn các bạn. Đi ở chỗ này lên cho nào. Và bây giờ cặp nào đứng đi, cặp đó lên đứng gần. Không phải bạn đâu rồi, không phải cặp đó, cặp bạn đâu. Cặp bạn nó đi vô, và bạn đi vô. Cái gì vậy? Chạy luôn chứ. Rồi, chúng ta đi ngồi bài cho tiếng Việt nó lên nào.
này, bạn có nghĩ đến việc mình sẽ trở thành hai vai hay là ba vai gì không? Vâng.